cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chùa Ba Vàng lại đón nhận một số lượng lớn du khách thập phương về chùa tham quan lễ Phật đầu năm. Để đảm bảo sức khỏe trong chuyến hành hương, nhu cầu ăn uống và vệ sinh cá nhân của du khách là một vấn đề không thể thiếu. Thế nhưng, những nhu cầu thiết yếu ấy kèm theo ý thức chưa được tốt của một số cá nhân du khách đã biến thành hành động xả rác bừa bãi trên các lối đi và trong khuôn viên chùa. Mặc dù nhà chùa đã chuẩn bị sẵn hàng trăm thùng rác được đặt ở khắp nơi, những mẩu rác, vỏ chai lọ, túi ni lông nằm ngổn ngang ở một nơi tôn nghiêm đã trở thành một hình ảnh phản cảm đối với mọi người và gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung của chùa. Chúng ta hãy cùng nghe mọi người đánh giá về vấn đề vệ sinh cảnh quan ở chùa Ba Vàng nhé. Về cảnh quan vệ sinh ở chùa Ba Vàng thì rất sạch sẽ hả? Vệ sinh ở chùa Ba Vàng rất là sạch sẽ. Cảnh quan ở nhà chùa rất sạch và đẹp. Tôi thấy cảnh quan ở chùa rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Tại sao trên thực tế có rất nhiều rác được xả ra tại chùa mà mọi người lại khen ngợi và đánh giá cảnh quan của chùa sạch đẹp và thanh tịnh như thế? Liệu còn điều gì ở phía sau mà chúng ta chưa biết? Vì khi đi đến đây tham quan thì tôi nhìn thấy những Phật tử dọn dẹp vệ sinh rất sạch sẽ và ở mọi nơi ạ. Và các Phật tử ở đây họ chăm chút và là vệ sinh. Chúng tôi chưa đi chùa nào mà thấy đẹp và sạch sẽ như là ở chùa Ba Vàng. Trên đường đi đến đây thì mình nhìn thấy rất là nhiều các cô Phật tử đã dọn dẹp chùa và là vệ sinh rất là sạch sẽ. Vì có những các Phật tử hàng ngày dọn vệ sinh rất là sạch sẽ cho chùa. Du khách về chùa Ba Vàng không khỏi ngạc nhiên khi được chứng kiến những màu áo nâu, áo lam lặng lẽ của các cô Phật tử đi nhặt từng mẩu rác trong khuôn viên chùa. Không kể trời mưa hay trời nắng, ban ngày hay ban đêm, từ bãi xe, sân chính điện cho đến các lối đi của chùa, ở nơi nào có rác, các cô sẽ thu dọn sạch sẽ trong thời gian nhanh nhất có thể để du khách về chùa được khởi tâm hoan hỉ, được đắm mình vào trong cảnh sắc thiên nhiên trong lành, tươi đẹp nơi đây và tăng thêm lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Một hành động dù rất nhỏ thôi nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn. Hình ảnh các cô Phật tử nhặt rác như một lời nhắc nhở tất cả mọi người. Khi được tận mắt chứng kiến những hành động ấy, nhiều du khách đã được thức tỉnh trong tư tưởng và phát sinh ý thức nhặt lại những mẩu rác của mình đã xả ra và cho vào túi hoặc bỏ vào thùng rác. Mỗi mẩu rác được nhặt đi chính là một nhân duyên thù thắng, khiến mọi người khởi được thiện tâm, kết duyên lành với Tam Bảo. Mong rằng công việc dọn vệ sinh cho chùa với tâm xả thí và thực hành pháp của các cô Phật tử không chỉ giúp dọn dẹp sạch sẽ được cảnh quan xung quanh chùa để làm lợi ích cho mọi người, mà còn giúp dọn dẹp được những phiền não, cấu uế trong tâm của chính mỗi người trên con đường cầu đạo giải thoát.